Hi, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với Trung Nguyên TV. Hôm nay giờ này đang là cũng 7 giờ tối rồi các bạn. Về hàng coin mini của mình đã hết cũng phải đến nửa tháng nay rồi. Và nhiều bạn gọi nhắn tin hỏi còn hay không, quá nhiều quá. Hầu như ngày nào cũng có người hỏi. Nhưng mà vấn đề là cái hàng mini 1k đấy nó không còn nữa các bạn. Cá coi năm thì mùa đẻ chính của nó là mùa xuân thôi. Giờ mùa hè rồi. Nên là nó qua cái thời gian đẻ một thu nó cũng đẻ một lứa nữa, nhưng mà đẻ rất là ít. Nó chủ yếu đẻ vào mùa xuân. Và đẻ xong tầm 1 tháng 2 tháng thì là bắt đầu bán, thì bắt đầu nó nhỏ nhỏ như đầu đũa đấy, thì là con mini 1k đấy. Còn đến giờ thì nó đã to con tay cái hai ngón tay to hơn rồi. Nên không còn là 1k đâu các bạn nhé. Nên là có mini nhưng mà nó sẽ là mini to, sẽ là loại từ 5k 10k trở lên chẳng hạn thế. Thế còn hết coin mini 1k rồi. Đây mình thông báo luôn cho các bạn như thế. Đây là hiện giờ thì mình vừa lên được 3 bao kia. Giờ mình sẽ bóc 3 bao đấy ra cho các bạn xem là hàng mini hôm nay nó to như nào nhá. Ok các bạn. Mình mới cho 3 bao vào trong nhà rồi đây các bạn ơi. Giờ mình sẽ bóc bao ra nhá. Quay lại đây cho đắt được như không.
Đấy các bạn ơi. Rồi là rất là nhiều size luôn. Đây là vest out rồi các bạn. Không sao nó khuyết quá. Đây là mình vét ao rồi nên là nó sẽ lẫn lộn cắt sai luôn. Đây, to bé đủ hết rồi. Rồi. Những con này, size này, size cũng phải tầm 15 rồi đây này. To đùng. Có những con bé như hàng 1k luôn nhưng mà số lượng nó rất là ít nên ở đây là mình sẽ bán theo xúc xô, là có con thì nó sẽ to, có con thì nó sẽ bé. Còn bây giờ không có hàng nữa nên là giá bây giờ bán thì sẽ phải 5.000 một con các bạn nhé. Ok đấy, các bạn xem đấy, số lượng có hạn nhá. Đây nhiều, các bạn nào không đặt hàng nhanh là không có nhiều đâu. Để bay nhanh lắm. Can trô này. Thấy đầy can trô. Đầy can trô. Can trô siro. Có như con này. Size 20 luôn này. Đó. Size 20 luôn. Con này còn size còn hơn. Này sai gần 25 luôn. Lẫn lộn cái nào. Tân chuột đen. Lô này màu đen nhiều. Lô trước thì toàn màu đỏ. Đấy các bạn. Đây quay gần các bạn nhìn một chậu luôn, dễ này. Ochiba luôn này. Thằng xe này. Úi giời. Đấy, các bạn chốt lại một câu là các bạn nào thích thì đặt hàng ngay, nhanh. Chứ còn cứ xong mình quay lên xong này, xong quay ra mới bán hết rồi, quay ra mới hỏi thì không có đâu. Nên là mình đã bảo rồi, các bạn đã ủng hộ mình ấy, là muốn mua cá giúp mình ấy, thì hãy theo dõi kênh của mình. Hãy bằng cách là bấm cái nút đăng ký và bấm chuông thông báo bên cạnh. Có video mới thì nó tự động, khi bạn mở video, mở YouTube lên thì sẽ hiện ngay lên cho bạn xem. Nó thông báo cho các bạn là có mình sẽ ra video mới. Đấy, ra mới thì sẽ có lô mới như nào thì các bạn sẽ cập nhật được thì các bạn mới biết. Thế là nhiều bạn cũng xem xong xem từ những cái video mà mình đăng mấy tháng rồi. Thế là những lô đấy mình đã bán rồi. Thế các bạn cứ xem để tham khảo thôi. Thế các bạn xem để biết đến mình. Đấy thì xong thì bạn hãy bấm đăng ký và bấm chuông thông báo bên cạnh để theo dõi những cái video mới nhất của mình ra nhé các bạn nhé. Để cập nhật được những cái lô cá mới nhất mà mình lên. Và các bạn xem ấy thì bấm luôn cái mũi tên ở cái góc dưới bên phải giáp video ấy, nó có mũi tên xuống đấy thì bấm vào đấy để hiện thị cái phần mô tả lên thì nó sẽ hiện ngày video đăng này, hiện số điện thoại và địa chỉ shop mình nhé. Ok, giờ mình sẽ cho nó làm quen nước và mình thả ra đã nhá. Ok các bạn. Đây các bạn ơi. Đây giờ mình vừa thả ra xong rồi đây. Mình đã phân loại ra hàng to riêng và hàng bé riêng đây. Đó, đây đây. Tổng chỗ này thì nó chỉ chắc độ vài trăm con,
chắc khoảng 1000 con. Nên bạn nào lấy số lượng bao nhiêu con thì chốt nhanh còn kịp. Bao nhiêu con nó bán phút mốt là hết rồi. Đó. Rất nhiều. Còn đây, bọn này thì size nhỏ nhất thì cũng phải 10, 15. Nhiều con còn 20, như cái con to to ngoài kia phải 25 rồi kìa. Nhưng 25 chỉ có độ 3, 4 con, 5 con gì đấy. Còn đâu quân bình thì hàng tầm 15 cm. Hàng này đang có khách ở Mai bắt tất chỗ này rồi. Thì Mai chỗ này xem còn không thì mình sẽ báo lại cho các bạn. Thế còn hàng mini này đấy, xúc xô 5.000 một con. Có những con to đùng. Những con to đùng như thế này. Rất là nhiều con to. Con lại to bé lẫn lộn. Nhưng mà giờ này cũng phải 5.000 con hết các bạn, không có mà bán đâu. Lúc rất là nhiều, mình đăng lên rất rất nhiều luôn. Hai hồ này mà đen kịt, không có chỗ mà để. Thì các bạn phải tranh thủ thời gian mà có thì các bạn phải mua ngay. Chứ còn lúc nó hết rồi mà mua thì không có hàng mà bán các bạn. Nó núp hết vào góc kia, nói chung là nhiều lắm. Ok. Đấy, thế là video mình quay về coi mini giới thiệu các bạn xem đến đây thôi các bạn nhé. Giờ mình nghỉ để mình ăn cơm đây, rất muộn rồi, đói lắm rồi. Ok, bye bye các bạn. Các bạn nhớ là hãy đăng ký kênh này, bấm chuông thông báo bên cạnh để nhận những video mới nhất, cập nhật mới nhất của mình lên nhé các bạn nhé. Các bạn chỉ bấm cái đấy thôi thì lần sau các bạn vào YouTube ấy, thì mình có video nào mới đăng lên thì nó sẽ hiện lên ngay cho các bạn. Ok, bye bye.